dự báo thời tiết đêm 20 tháng 2, ngày 21 tháng 2. Phía Đông Bắc Bộ có mưa, mưa rào, đêm và sáng cục bộ có mưa vừa, mưa to. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 7 đến 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm có mưa, mưa rào rải rác, ngày có mưa vài nơi, trời rét hại. Vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, nhiệt độ từ 8 đến 15 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mưa, mưa rào và có nơi có dông, trời rét, phía Bắc trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ từ 8 đến 18 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm và sáng có mưa, mưa rào, trời rét hại, nhiệt độ từ 7 đến 14 độ.